Rồi chào cả nhà nha, hôm nay tới thăm chỗ chú Năm lò ruột nha cả nhà. Dạ con chào chú Năm dạ, nha. Dạ chào hai chú mới lại. Chú Năm cơm nước gì chưa chú Năm? Dạ rồi. Mới đâu về mà con thấy đổ mồ hôi dữ rồi chú Năm. Đi kêu cháu nội ở Chi Tôm á. Kêu về làm gì chú Năm? Kêu về nói mấy chú mấy cô cho tiền đi đem ruột vô. Dạ. Rồi mới đi kêu cháu nội về đi nuôi bệnh cho tôi. Dạ. Cũng cảm ơn hai chú với mấy cô. Dạ. Cháu nội của chú Năm ở Chi Tôn hả chú Năm? Dạ. Ở Chi Tôn đi bán cái số nó sống vậy đó. Dạ. Mình ơn vậy. Cháu nội chú Năm năm nay nhiêu tuổi rồi chú Năm? 17 tuổi rồi. Dạ. Dạ có gì đâu ăn ấm ấm nhôm nhất á. Ủa vậy là con trai của chú Năm là ở Chi Tôn hả chú Năm? Dạ bây giờ nó ở ngoài Bình Dương mãi á. Rồi gặp mẹ nó thì người sau này thì người dân tộc. Rồi chú Năm đi bằng cái gì xuống dưới Chi Tôn chú Năm? Đi xe có dân xe ta. Dạ. Người vô trong nhà quen nó mượn nón. Chứ không có nón người ta không cho đi. Dạ. Mượn cái nón đi thì, ôi, lên trển thì mấy người ta chạy xe con cháu mấy chú nó cho có gian đi mấy chú ơi cho tôi có gian đi kêu cháu nội rồi cái người ta ghé lại cho có gian à mình mượn nón bảo hiểm đi hai ông cháu đi từ ở trên đường lộ chạy về tới đây á rồi từ đây đi xuống Chi Tôn mất bao lâu chú Năm? Không đi đây mình đi lên tới đường lộ trển á rồi mới có gian xe được. Dạ. Mới có gian xe đi được. Dạ. Rồi chú Năm đi tìm cháu nội chú Năm thì tới Chi Tôn. Dạ, tìm được chưa chú Năm? Tìm được rồi mới kêu nó về đó. Dạ. Hai cháu lộ bộ về từ trên đường lộ lộ về á. Dạ. Rồi cháu nó có chịu đi chăm sóc chú Năm trong lúc có nói với nó rồi, tôi vậy là con mừng lắm ông nội ơi, con về con nói với mấy chú cho tiền vậy con đi nuôi bệnh cho ông nội để đem ruột vô. Tôi nói mấy chú mày ở ngoài Sài Gòn ngoài người ta vô cho tiền ông nội rồi ông rồi mấy chú mày kêu đi chứ mấy cô kêu đi chứ kiếm mày về đi nuôi bệnh ông nội đem cái ruột vô ở Long Xuyên rồi mới đi xuống dưới mới kiếm được cháu nội á, hỏi thăm mấy người ta bán rau bán này kia đó, hỏi gặp cô cũng vậy đó, người ta đó gặp rồi đi kiếm nó mới được rồi mới hai ông cháu từ trên đường lộ mới lội bộ về đây đó. Rồi chú Năm cho con hỏi khi mà hay được cái tin là có người muốn giúp đỡ mình đem cái ruột vô đó chú Năm. Dạ. Thì trong lòng của chú Năm mừng lắm. Dạ. Giờ hết muốn nói chuyện ông nội luôn rồi. Mừng lắm. Cũng trời Phật ông bà đắc địa ở đây năm non mấy núi cũng với vợ tôi cũng độ. Bởi vì cái gì không qua bằng trời Phật hết trơn á. Rồi mấy hôm nay chú Năm ăn uống rồi nghỉ ngơi như thế nào thưa chú Năm? Cũng nghe lời chú hôm qua kia gì đó, cũng đêm hôm đó ngay ngủ cũng được. Mà đêm hôm không có dứt. Có nhờ mua ba cái thuốc kìa. Không có nhứt. Có mua thuốc nhứt kìa. Dạ. Rồi mấy chú cho tiền rồi, đó, rồi với cái cô gì đó. Rồi cho tiền đó, quên tên cô đó nữa rồi. Rồi cho tiền tôi mới mua ba thuốc á gửi mấy người ta đi dịch người ta đi ruộng nè gửi tiền mua ba thuốc uống á nó đêm hôm nó không có nhức. Rồi thí dụ như bây giờ mình đi xuống dưới mình mổ mình đưa cái ruột vô á. Dạ. Thì nó mất cỡ khoảng bao nhiêu tiền, chính xác số tiền là bao nhiêu thưa chú Năm? Chính xác á thì người ta nói như vậy thôi, với bác sĩ Chánh là bác sĩ Hùng á là ở tại Long Xuyên á là tại tôi biết nhà của ổng luôn là ổng nói là từ 7-8 triệu á. Tôi nói vậy rồi thôi bác sĩ nói vậy thì thôi cũng nghe vậy rồi chừng nào mới có tiền mới đi mới được bác sĩ ơi. Ổng nói chừng nào có tiền đi xuống đây rồi chú anh lại nhà tôi nè rồi cái vợ con tôi nó điện kêu tôi về rồi tôi chị tôi đem ruột vô cho anh ổng nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Yeah. Là bác sĩ Chánh đó nha, nâng ngay gốc luôn á, chứ không có đối bác sĩ khơi đâu. Chi phí mà để
mổ đem cái ruột vô thì nó có khoảng 7-8 triệu. Dạ. Tuy nhiên khi xuống dưới thì chắc hẳn là mình sẽ phải nằm viện lại rồi mình còn không. Ăn uống nữa. Dạ dạ đúng rồi. Thì nó phải tốn thêm một cái khoản chi phí nữa. Với mình ăn cơm trong nhà thương á chú. Dạ. Với cháo á. Dạ. Cháo trắng á. Với cơm này kia mình không có thì mình nhín nhín chứ bây giờ mình giữ cái đồng tiền lại để mình đem cái ruột vô chứ bây giờ cái gì thứ nhất rồi làm sao chịu nổi. Về cái vấn đề mà đi mổ nè, rồi cái chi phí đi lại rồi ăn uống á. Dạ. Thì cái đó thì Mạnh Thường Quân bên con có thể tài trợ cho chú. Dạ. Trong cái khoản đó chú an tâm về cái việc đi xuống dưới mổ rồi ăn uống, chú cũng không cần phải lo cái khoản tiền đó. Dạ. Dạ, bên con thì sẽ tài trợ cho chú cái khoản mổ đem cái ruột vô rồi ăn uống đi lại, tiền thì sẽ thông thả hơn cho chú. Chắc cũng từ nửa tháng tháng quá. Dạ. Tôi biết đem này vô đâu phải rồi về liền được. Yeah. Từ nửa tháng tháng mới có về được. Cho nó lành rồi bác sĩ người ta khám tới khám lui rồi người ta mới cho giấy xuất viện rồi mình mới dám cho mình đâu có đi về khơi khơi rồi bệnh rồi về xuống dưới rồi mấy ổng đâu có nhận. Về cái vấn đề mà mổ đem ruột vô thì chú cứ yên tâm cái khoản đó ha. Dạ. Dạ. Bây giờ chú cho con hỏi một vài điều như thế này. Dạ. Từ ngày mà con xuống đây con trò chuyện với chú á. Dạ. Dạ. Rồi con có gửi tiền cho chú rồi có mua gạo, mua thuốc, dạ, mua mì cho chú. Dạ. Với chai thuốc. Dạ. Dạ, chú thấy con xuống đây con đối xử với chú như thế nào? Có tận tâm, có hết lòng vì chú không ạ? Có đó gì vậy là hai chú như vậy là tôi hết hết biết đường nói rồi, chứ ngoài ra là chưa ai được như hai chú gì đâu. Lo tôi gì mà đem ruột vô, cái ruột tôi vô vô trong gì vậy là tôi có thể trên đời tôi là từng tuổi này là Tết này nữa rồi 71 tuổi là tôi mới thấy là trên cái xã hội, trên cái xã hội này mới thấy hai chú này cũng nhiều người lắm cũng hứa nói không à mà chưa từng ai thấy được như hai chú như gì mà nói mà lo tôi được như gì là có thể tôi có căn tu lắm mới gặp hai chú chứ không phải mà như mọi người trước đâu, không phải mà trách như người này người kia, người nào cũng vậy mà được hai chú như vậy là lo tôi được cái gì, tôi rất cảm ơn, rất đội ơn hai chú chứ không biết nói gì sao cho hơn. Chú thấy dạ. Con sống có thật tâm, có hết mình với chú có thật cái tình gì thì quá rồi còn gì nữa bây giờ. Yeah. Bây giờ hết biết đường nói rồi. Yeah. Vậy thì hôm nay chú cho con hỏi một dạ. Vài câu hai chú ha. Đợi dạ. Con thì con sống rất là thật tâm với chú, hết mình với chú, con dạ. Luôn muốn chú có một cái thể trạng tốt nhất, một cái sức khỏe tốt nhất để mà chú không còn bị đau nhức mỗi khi mà trời trở gió, dạ. Mỗi khi trời lạnh, rồi việc đi lại của chú cũng dễ dàng hơn. Chứ bây giờ mang cái ruột mà nó lòng thòng như vậy thì dạ. Mình làm việc nặng cũng không được, rồi mình đi lại cũng khó khăn. Dạ, dạ. Đúng rồi. Thì con cũng luôn hướng tới cái việc giúp chú. Dạ. Dạ. Thế chú cho con hỏi là từ ngày mà con gặp chú đến giờ á, những gì mà chú chia sẻ với con, chú có nói dối con điều gì hay không? Thì bây giờ cái này là con không ép chú. Dạ. Chú tự nói đi chứ đừng thôi bây giờ chú hai dạ. Chú nói vậy thì tôi nói đây thì cũng có hai bên vai chắc. Thì tôi là con của Phật thì tôi nói thì có chịch lời nói cái lời nói tôi nói nào đó thì cũng chờ Phật cũng không có để tôi. Thì bây giờ chờ Phật cũng nói cũng chắc cũng có nói mấy chú lại giúp ổng đi thì hoàn cảnh ổng khổ khác như vậy bây giờ ổng ở cô đơn mình nói ổng vậy thì bây giờ thì chắc cũng có trời Phật cũng dục khiến hai chú mới lại đây cũng lo lắng tôi để đem cái ruột tôi vô như vậy thì tôi cũng rất cảm ơn cũng trời Phật cũng không biết nói sao chứ cũng trời Phật cũng thương hai chú cho bây giờ biết nói gì bây giờ chứ cái ruột tôi để gì là nó trời lạnh thì nó nhất. Thì hai chú có cái lòng như vậy thì trời Phật cũng không có bỏ hai chú đâu. Chơi. Dạ vấn đề mà đem ruột của chú vô bên trong á thì con dạ. Đã hứa rồi thì dạ. Con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành giúp chú. Dạ. Dạ. Nhưng mà con muốn những gì mà chú chia sẻ với con á nó cũng phải thật. Tại vì con đến dạ. Với chú là bằng cả cái trái tim, bằng cả cái tấm lòng của quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ. Dạ. Thế nên trong những cái lời mà chia sẻ về cái cuộc sống của chú này cũng như là công việc của chú có dối con không? Dạ không. Thì bây giờ tôi nói thì có dối
với là dốc láo gì mấy chú á, thì chắc chờ Phật chắc bắt tôi đi lâu rồi, không đến, không có đến ngày hôm nay hai chú đem ruột tôi vô đâu. Thì bây giờ tôi cũng có bao nhiêu lời tôi cũng nói với hai chú vậy, thì tôi nói dốc láo thì chắc trời Phật chắc cũng không có để cho khiến hai chú lại đây lo cho tôi được đem cái ruột vô trong bụng đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ. Thôi thì con cũng xin dạ. Cắt lời chú như thế này. Dạ. Hôm trước thì con đến con gặp chú, con có chia sẻ chú lên trên mạng xã hội. Dạ. Sau khi chia sẻ xong thì có rất là nhiều quý cô chú anh chị rất là quan tâm về vấn đề sức khỏe của chú, đặc biệt là cái vấn đề cái ruột nó lòi ra ngoài. Dạ. Thì cô chú anh chị rất là quan tâm, muốn giúp đỡ chú. Dạ. Sau khi con chia sẻ clip đó xong á, thì có rất là nhiều quý cô chú anh chị nói con là ác độc sao, sống không có tình người, sao không giúp đỡ chú Năm, sao tôi gửi tiền cho chú mà chú không có nhận giúp đỡ cho chú Năm. Đó, thì con cũng lắng nghe lời của quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ. Thì con mới đi xuống công an xã của xã An Hảo mình. Dạ. Thì con có đi xuống đó con hỏi về hoàn cảnh của chú. Sau khi con xuống đó thì công an xã An Hảo có chia sẻ với con về vấn đề nhân thân cuộc sống đời thường của chú. Thì trong số đó có những cái vấn đề mà chú không có chia sẻ thực tâm với con. Con đã đi đến công an xã An Hảo, con đã đi đến hội chữ thập đỏ xã An Hảo, con đã đến ủy ban xã An Hảo. Nói chung là con đã đi đủ những cơ quan pháp luật và chính quyền địa phương để mà có cái phương hướng giúp đỡ cho chú được tốt nhất. Tại vì chú sống ở đây một mình, bây giờ mà đưa chú đi mổ mà không có người thân chăm sóc bên cạnh thì cũng rất là khó. Dạ. Rồi không có người thân chứng giám á, lỡ trong cái quá trình mổ có chuyện gì xảy ra, con là người chịu trách nhiệm. Đúng thế rồi. Nên là con phải đi xuống những cơ quan có thẩm quyền, rồi địa phương để mà trình báo, để mà trình bày về cái hoàn cảnh của chú. Sau khi đến trình bày á, thì con nhận được những cái thành tích rất là vĩ đại của chú. Lúc mà chú đã từng làm với người dân địa phương ở đây, thì chú cho con hỏi là ngày trước chú có đi ăn trộm không? Mấy năm trước là mười mấy năm trước là có, cái năm tôi mới vô là có. Dạ. Yeah. Chú có từng trộm xe máy đúng không? Không, không, cái đó không có. Có một lần một à. Yeah. Tôi lấy tiền của người ta rồi. Dạ. Yeah. Lúc đó tại là vì lúc đó vợ tôi bỏ bệnh. Yeah. Tôi hoàn cảnh tôi lo không được, tôi lấy tiền bằng ngày rồi người ta bắt tôi gì đó rồi. Yeah. Là chú có từng đi ăn trộm đúng không? Dạ không. Không. Sao chú mới nói với con là chú đi ăn trộm tiền? Không, bằng tiền lấy bằng ngày luôn. Dạ. Yeah. Ý là chú có trộm đúng không? Dạ. Có trộm tiền đúng không? Ờ. Dạ. Yeah. Rồi nhà của chú có chứa chấp những thành phần trộm cắp đầu đỏ đầu xanh đó đúng không thưa chú? Không có. Không có cái gì hết trơn. Có lần đó tới giờ luôn á, mấy năm nay rồi. Ý con nói là chú chứa chấp rất nhiều thành phần trộm cắp ấy. Tại vì con xuống công an là công an nói với con hết rồi. Thì bây giờ thôi, bây giờ chú nói như vậy thì thôi bây giờ chú khỏe đi rồi tôi cũng khỏe rồi. Chú chở tôi lên ngay phòng công an đó, tôi rồi phòng công an thử nói chuyện với tôi thì sao rồi mấy chú xét liền. Đó. Dạ rồi. Mười mấy năm nay rồi. Cái việc mà chú mười mấy năm nay rồi như vậy thì tôi cũng có một lần tôi dạ, có. Dạ. Rồi á xuống rồi mới đưa tôi đi dưới Long Xuyên rồi mới ra tòa kêu án một năm đó thì vậy. Giờ bắt đầu thì tôi ở chưa đâu có được năm, có 5-6 tháng gì bắt đầu tôi lao động tốt rồi cái gì cũng tốt ở dưới Long Xuyên hết trơn, là bắt đầu là ở dưới giám thị ban công người ta cho tôi về sớm luôn. Yeah. Tính ra ở chơi được 4 tháng nữa. Yeah. Đó là vậy. Yeah. Tại vì tôi thiệt tình tôi cái lời khai tôi khai mà. Yeah. Tại vì vợ tôi bị tai biến hoàn cảnh nghèo khổ không có mang gì được ra tiền, tôi có lấy tiền bằng ngày chứ không có lấy bằng ngày thí đại luôn. Yeah. Có rõ ràng. Thật sự khi mà chú dám chia sẻ với con những cái lời này, thật sự con mới trân trọng hả chú? Có tại rõ chú ràng. Chú biết tại đó. Sao không? Chú biết tại sao không? Vì khi con đến con mười ghi mấy hình năm chú, nay rồi. Chú phải nghe con nói, khi con đến con ghi hình chú á, có rất là nhiều người dân ở đây không hài lòng vì chú, người ta nói ra nói vào vì chú rất là nhiều. Con thì cũng rất là khó chịu nên con buộc phải đi tới chính quyền địa phương, con phải hỏi cái đó là tại vì mọi người gây áp lực cho con, rồi lỡ có chuyện gì đó thì chính quyền địa phương sẽ xử lý con, nên con cũng muốn có một cái việc sự việc gì đó nó công bằng đúng không thưa chú? Dạ. Nhưng mà chú dám chia sẻ như vậy thì con mới trân trọng hả chú?
không cái gì có cái có mười mấy năm nay là có một lần vợ tôi bị tai biến đó, rồi hoàn cảnh nghèo khổ lên công an một lần có ở dưới này chứ không phải ở giờ anh chảnh. Rồi tôi cũng vô khai đàng hoàng. Rồi sau này đỡ mấy chú đó mới phục tôi tới bây giờ tính ra mười mấy năm nay rồi. Rồi mấy chú đó vì vậy là con mới phục ông đó ông Năm. Đó. Tôi nói trời ơi. Rồi. Còn về cái vấn đề mà mấy cái đầu xanh đầu đỏ trộm cướp á là vô trong nhà của chú núp. Núp thôi chứ không phải là không biết sao mà lại vô trong nhà của chú núp tại vì công an người ta dí bắt. Không đó. Có, cái đó là vô trong có. Nhà chú là thường xuyên tụ tập như thế. Không có rồi, cái đó không có. Tôi nói chú là cái gì thì tôi có, tôi nói cái nấy. Dạ. Nói đây có trời Phật, ông bà đắc địa ở đây linh thiêng núi non. Tôi nói gian, nói tiếng nói nào giấu giếm trong lương tâm đầu óc tôi, ông bà đừng để tôi nói chuyện với hai chú. Dạ. Rồi. Dạ. Thì hôm trước giờ thì tôi nói vậy. Hôm trước thì chú Năm có chia sẻ với con là chú Năm nghỉ bắt rắn lâu lắm rồi. Dạ. Dạ, không có đi bắt rắn nữa. Lúc vợ tôi chết tới giờ bả không cho tôi mắt tôi thấy nè, chứ tôi thấy rồi, tôi nói thiệt cái chú không phải là giấu giếm với chú, rồi chú không biết rồi chú buồn tôi nghiệp cho số tôi đi, đâu phải chú đi kiếm được một cái hang đâu phải dễ, một cái hang như tỷ một chục cái hang chơi được cái hang nữa mà đi với kinh này nữa đâu có bằng ở trên mấy cái sóc chảnh. Nói thiệt với chú đi lên trên bến đá nè, đi đường kinh này nè, đừng đi lên đường lỗ, đi đường kinh này thôi, ở dưới đồng này nè kêu ông Năm ngắn hổ không. Đó, bữa đó tôi bắt chăn đi ra dài chả đi. Đó, chú lọt chăn chỗ đường ô này nè. Đó, đường ô này nè. Bữa đó tôi bắt được con chăn đó. Cũng đây lên chả đụng có cái nhà đó. Tôi cũng đem qua cho chú, cho hai vợ chồng nó coi luôn đó. Đó, đây chả có cái nhà đó. Dạ đúng rồi, hồi lúc sớm thì con có gặp đôi vợ chồng đó có chia sẻ với con là cách đây mấy ngày là chú có đi bắt rắn. Có. Rồi bắt chăn nữa. Có. Dạ. Mà chú đã chia sẻ, đã hứa với vợ mình là không đi bắt rắn bắt chăn nữa mà sao đó chú đi bắt đi. Chú nói vậy để tôi kể cho chú nghe. Yeah. Rồi á, rồi đàng hoàng á, tôi mới nói thôi bây giờ bà ơi, bây giờ không có cái gì, bây giờ gạo thóc cũng không có ăn, bây giờ thuốc men cũng không có hút. Đó, bây giờ hoàn cảnh bây giờ quá khổ, bây giờ bà cho tôi thấy bà mời tôi đi kiếm, để kiếm gắn ăn. Không ăn không hết thì mình bán. Để mua gạo, mua thóc này kia với thuốc uống, như tôi cũng đau cái ruột bời. Rồi tự nhiên á, là tôi mới đi lại xa bếp này nè. Tôi lại xa bếp, tôi ngồi chầm hởm á. Tôi ngồi suy nghĩ, tôi nói bây giờ, sao bây giờ bà. Tôi nghe cái gì kẹt kẹt ăn trước này nè, cái chỗ này nè. Rồi tôi nói thôi bây giờ ra tôi thắp nhang. Tôi thắp nhang bàn Phật trước rồi tôi ra tôi thắp với bà, tôi nói với Phật rồi giờ cho con xin con đi kiếm một hai con rồi con về con bán có rõ ràng. Rồi tôi mới thắp nhang rồi đàng hoàng rồi tôi mới đi. Tôi mới lội đi xuống đầu cầu này, tôi mới đi dài lên đó là con mắt tôi đã đỡ lại rồi. Như là có trời Phật không với vợ tôi bà đổ gì á. Tôi mới lên trên cái giường này nè, giường giò bảy nè. Là tôi bắt gắn con chăn mới lớn nè. Đó, rõ ràng. Đó, tôi bắt chân đó. Vợ chồng lù ơi, cái nhà đó, vợ chồng lù đó. Tôi đem qua tới cho vợ chồng lù cổ luôn đó. Tôi bán cà phê đó. Đó. Rõ ràng luôn đó. Tôi không biết trong đời sống hàng ngày giữa chú với xóm giềng như thế nào. Nhưng mà thật sự khi con đến ghi hình chú, con bị áp lực rất là nhiều. Từ những người xung quanh. Có vẻ như là những người xung quanh không có yêu thương chú, gây áp lực cho con rất nhiều. Thế nên con mới phải đến đồn công an này, rồi đến ủy ban ấp, rồi đến hội chữ thập đỏ để mà xin ý kiến của các vị lãnh đạo trên đó. Thì các vị lãnh đạo nói là đúng, thật sự là ngày xưa chú có một cái quá khứ không có tốt, nhưng mà các vị lãnh đạo cho nó nếu mà giúp chú đưa cái ruột vô thì các chú ở trên đó, các anh các chị trên đó rất là đồng ý và rất là hoan nghênh, muốn cho chú có một cái cuộc sống đỡ đau. Tại vì tôi lòi ruột này ở trên công an là thằng cháu tôi nó là không phải cháu ruột. Yeah. Mà thằng con tôi cũng không phải con ruột. Mà trở lại bây giờ là nó mới phục tôi đó. Ông được cái gì là con nhận ông quá tốt luôn, là trưởng ban công an là Minh đó. Là trưởng ban công an, xã đội thì con quý. Tôi biết hết trơn, đi cùng phục thiệt, đi chợ gặp tôi hả, nhiều khi đi xuống như này đi công tác hả, ông Năm ơi có nhà ông Năm tôi đó có, qua chơi con,
Đó. Chú hỏi đi, có không, rõ ràng còn phục ông đó. Rồi chú Năm cho con hỏi là chú Năm có uống rượu Bộ lần tôi uống dữ lắm à. không? Tôi uống dữ lắm à. Mình có ăn có uống là mình đói. Không rồi bây giờ mình nói không là không. Quyền của mình. Mình nói cái gì ra cái nấy. Có trời Phật hai bên gia giác làm chứng mình. Vì chú Lẽ Năm biết nào làm mình sao ăn không? rồi mình giờ mình nói mình không ăn. Nói Nè. vậy. Giờ mấy thương mấy chú thương tôi thì giúp tôi đem ruột vô thì tôi đội ơn mấy chú. Với mấy cô. Thì mấy chú không thương tôi thì tôi cũng phải để gì thôi. Chứ tôi biết nói sao bây giờ. Bởi vì tôi nói thương thì nó dễ, ghét thì nó khó. Thì bây giờ có trời Phật cũng đổ mấy chú lại đây giúp tôi được cái gì đó là tôi có thiệt. Cũng trời Phật cũng đổ mấy chú à. Đó. Chú Được Năm cái gì. cho chú Năm nói tiếp đi, chú Năm nói tiếp đi. Thì tôi bây giờ không biết là ăn nói sao cũng mấy chú với mấy cô cũng bây giờ ở phương xa mà mấy chú mà tìm lên tới đây được như vậy thì tôi rất đội ơn chứ tôi không biết nói sao thì cũng có trời Phật ông bà đắc địa linh thiêng ở đây cũng độ cũng mấy chú cũng khiến mấy chú mới lại đến đây mới đem cái ruột tôi vô được như vậy là tôi cũng rất đội ơn mấy chú mấy cô nói như vậy Chú Năm cho thương thì nó con dễ ghét thì nó khó lắm. Chú Năm cho con hỏi chú Năm có uống rượu không thưa chú Năm? Bây giờ hả? Bây giờ không? Cách đây mấy ngày chú Năm có uống rượu không? Không luôn. Cái nào nó đâu có là gần. Trước đó thì chú Năm có uống rượu không thưa chú? Dạ có. Chú Năm biết tại sao con hỏi chú Năm như vậy không? Thật sự con không phải là điều tra. Hôm trước đó, con đến con trò chuyện với chú Năm á, chú Năm nhớ không? Con có hỏi Dạ. chú Năm là có uống rượu không? Chú Năm nói là chú Năm không có uống rượu. Thế hôm nay con đến con thăm chú Năm á thì con không biết làm sao á. Thế là có bà con cô bác anh chị kiểu như là biết con đến con ghi hình chú Năm á Dạ. thì con giống như là dừng xe con lại hỏi mày biết gì về ông Năm? Mình ổng lên clip á, ổng nói không có thật, ổng nhậu, ổng mua rượu nhậu hoài. Trời ơi, tôi uống tới ra máu họng luôn á chú, một lần á. Đâu phải không có đâu. Thế nên con mới hỏi chú Năm là chú Dạ. Năm có uống rượu không? Ở thời điểm hiện tại chú Năm có uống không? Tôi uống ra tới máu họng luôn á. Ở thời điểm hiện tại này chú Năm còn uống không? Không. Tại vì con không biết Dạ. cuộc sống của chú Năm ở đây như thế nào, nhưng mà tại sao lại có rất là nhiều không hài lòng về đời sống của chú Năm, đến nỗi mà con ghi hình chú Năm á mà con bị áp lực luôn á. Thì bây giờ tôi nói với chú á, thì cũng có trời Phật ông bà cũng nói chuyện đây thì có hai chú với tôi thì bây giờ tôi có thêm bớt gì ông bà đừng để tôi rồi bây giờ hai chú thương tôi như mấy cô thương tôi thì giúp tôi đem ruột vô tôi rất đội ơn mấy chú mấy cô nói như vậy. Chú Năm biết đang chạy xe mà có người họ không cho mình chạy xe qua, họ dừng lại, họ hỏi Dạ. đon hỏi gian như vậy, mình cũng có một cái cảm giác khó chịu chứ. Nếu nếu chú Năm là con, chú Năm cũng vậy thôi. Nhiều bà con cô bác anh chị phải hiểu cho tình, phải hiểu cho tình. Có rất là nhiều người phàn nàn không muốn mình giúp đỡ chú Năm. Mình không biết quá khứ của chú Năm như thế nào, mình chỉ quan tâm ở thời điểm hiện tại chú Năm bị lò ruột. Lúc sớm thì mình có lên hội chữ thập đỏ, mình có trò chuyện với các cô các chú trên đó, thì các cô các chú trên đó là xác nhận là chú Năm bị lò ruột thiệt. Lò ruột là có thật nha cả nhà. Còn ở vòng vòng khu vực xung quanh đây thì có nhiều người ta nói là chú Năm ruột lòi đó là ruột giả, không có lòi thật. Đến nỗi nó như vậy con phải chạy lên tới ở trên hội chữ thập đỏ, con phải hỏi như vậy luôn là chú Năm biết tới Thì cỡ bây giờ nào chú thấy là hiện tại đó đâu rồi. phải ruột giả ruột thiệt gì thì chú biết rồi. Thì con lên chỉnh, Dạ. con hỏi ở bên hội chữ thập đỏ xác nhận là chú Năm có lòi ruột thật, thế nên hôm nay con mới quay trở lại, Dạ. con mới cùng với cô chú anh chị giúp đỡ chú Năm hoàn thành cái vấn đề về cái sức khỏe của Ruột mình. thêm vô. Đúng rồi. Rồi chỗ chú Năm với con chú Năm á, ngày trước là có cãi nhau đúng không? Hai cha con có cãi nhau phải không? Không đâu. Nó đi lâu lắm rồi. Đi lâu lắm rồi. Tại vì lên trên ủy ban thì Ừ. cũng nghe nói là hai cha con có xô xát với nhau, rồi con chú Năm này giận chú Năm về cái vấn đề con dâu gì đó nên không có về nữa. Có Không. nghe nói như vậy. Là Giờ. hai cha con có cãi nhau, có xô xát gì với nhau không? Không. Thế chỗ cháu nội chú Năm đâu, chú Năm kêu lên trò chuyện với con Mày đâu chút. cậu? Nó đây nè. Lên con trai ơi. Có gì ăn đâu đi bán như vậy không nhôm nhách còn trường già không
ngồi đây nói chuyện với chú. Ồ, bé này thấy quen, hình như con có gặp đâu rồi. Ở Chi Tôn. Con bán vé số ở Chi Tôn đúng không? Dạ. Dạ. Con ngồi xích lên đây. Ngồi đi. Lên đây con ngồi lên. Không có gì phải sợ hết. Nha, không có gì phải sợ hết. Rồi, cho chú hỏi thăm. Con năm nay nhiêu tuổi rồi con trai? Dạ, con 17. 17 tuổi. Con ngồi xích lên đây nè. Con trai, ngồi xích lên chút xíu. Nãy con nói con tên gì chú quên à? Dạ, Cù. Tên Đức. Tên Cù. Mà đi xuống dưới thì đặt cái tên Đen. Dạ. Tại Cù thì lúc tôi với bà nội nó là cha mẹ nó đẻ ra tôi đặt đó. Tại vì xấu. Mình đặt cái tên cái xấu. Dạ. Dễ nuôi. Dạ. Không, con tên trong tên gì? Dạ, tên trong... Con trong... không biết. Không biết luôn? Dạ không. Rồi vậy cứ kêu là Đen hay là Cu vậy thôi. Ở dưới kêu là Đen, tôi với bà nội đó đặt nó tên Cu á. Rồi, để cho chú xin dễ nuôi con cho dễ ha. Dạ. Dễ và nó không thô là kêu tên Đen ha. Ok ha. Dạ. Rồi, Đen hàng ngày đi bán vé số thì bán được bao nhiêu tờ con trai? Dạ, 100 tờ. 100 tờ. Rồi 100 tờ thì con lãi được bao nhiêu tiền Đen? Tiền lời á. Cái tiền mình lờ ra được bao nhiêu? Nó cũng không có gần. Dạ con quên rồi. Dạ ơi, hồi xưa giờ có được đi học không? Dạ không. Có được học lớp 1 không? Không luôn. Dạ không. Rồi con ở với ai? Ở với mẹ ghẻ con. Mẹ ghẻ? Dạ. Thế còn cha con đâu? Cha con đi làm ở Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Rồi ở với mẹ ghẻ có em không? Dạ có. Được mấy người em con trai? Dạ con nó là 4. Ồ. Vậy là con trai của chú Năm có vợ sao tới 3 người con hai chú Năm? Dạ, hai trai một hai trai một gái. Rồi con đi bán vé số về con đưa tiền cho mẹ con hay sao? Hay là con giữ? Dạ con giữ. Giữ. Rồi con sử dụng cái số tiền đó làm cái gì? Dạ con lấy dành. Để dành. Thế để dành được bao nhiêu rồi? Cho chú mượn được không? Dạ còn dư. Còn dư. Thế ông nội bị ruột lội vậy sao không cho tiền ông nội đi mổ ruột đi? Dạ con cũng được, lâu lâu con lên xăm ngọn lặn. À, có lên thăm ha. Dạ. Rồi lên có mua gì cho ông nội không? Dạ không. Nha hả? Lên chơi thôi vậy hả? Rồi khi mà ông nội xuống dưới kêu con lên đây để mà đi nuôi ông nội thì con có chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ rồi. Dám đi xa không? Dạ. Đi xuống Long Xuyên ấy. Rồi trước giờ có đi vô bệnh viện lần nào chưa? Dạ rồi. Cái đi vô bệnh viện làm là hồi nhỏ xíu nó có đi, bà nội nó dẫn đi xuống dưới. Đi vô bệnh viện làm cái gì con? Dạ đi luôn bệnh bà nội con. Ồ, giỏi dữ vậy hả ta? Bị tai biến. Rồi thấy ông nội bị lò ruột như vậy thì có thương ông nội không? Dạ thương. Bé này mình có gặp một vài lần ở bên Chi Tôn, quý cô chú anh chị. Mình thấy mặt của bé rất là quen. Rồi nãy đi lên đây bằng gì? Dạ bằng xe tới ngoài nội lội bộ vô. Ừ. Thế thì chú hỏi là có bao giờ bị ông nội đánh không? Dạ không. Ông nội thương hay ông nội đánh? Ông nội thương. Có bao giờ ông bị ông nội rầy la chưa? Chưa. Dạ có chứ, bà nội còn sống. À, bà nội còn sống, bà nội cũng la. Dạ. Thế con làm gì để cho bà nội cũng la chứ? Đang lo chơi không? Lo chơi. Thế ở với mẹ sao, mẹ kế ấy, thì mẹ kế có thương con không? Dạ không. Mình dân tộc. Sao không thương? Nói chú nghe coi sao? Dạ tối ngày đàn chơi con có em không à. Rồi gì nữa? Với đánh đập con. Có đánh không? Có. Có bao giờ nói cho ba nghe không? Dạ không. Tại sao vậy? Sao không kể cho ba nghe? Dạ tại lâu lâu cha con mới dọn lặng. Không biết cha con đi làm công việc gì không? Dạ không. Chỉ biết cha đi làm thôi. Dạ, dạ. Thế mỗi lần mẹ đánh con có ai can ngăn không? Dạ không. Con có làm gì sai không để mẹ đánh con trai? Dạ có, hồi đó con đi chơi. Đi chơi hôm qua em con cho thằng kia chơi coi. Đúng rồi, con ở nhà con lớn nhất mà, con thứ hai mà, con phải chăm em chứ. Đúng không? Dạ. Thế những người em gái của con lớn nhất là được bao nhiêu tuổi và nhỏ nhất là bao nhiêu?
nó không gần đó đâu. Dạ không, với con không biết. Cái tủ nó luôn chưa hỏi, chú hỏi nó còn hư giật giật. Dạ, à, thế thôi với cô chú anh chị, bé nó không có được đi học. Hỏi cái tủ không nó biết cái tủ của biết chính mình luôn. Dạ. Cái tủ nó còn chưa biết. Con thấy bé nó còn nhỏ quá mà chú Năm nói gì mà lớn tuổi dưới chú Năm. Chính xác tuổi là nay như đúng, chú Năm. Đúng rồi đó, đúng rồi nữa, lớn còn đúng đó. Ăn đầy đủ lớn còn cũng cho không phải nó bị đẹp là lý do thiếu ăn. Chính xác tuổi nó 17 tuổi mà nó 17 tuổi cháu nội tôi mà cháu nội Út mà 17 tuổi rất là đẹp. Trời ơi. Tôi với mẹ tôi với bà nội nó cực khổ lắm trời, nuôi đứt vợ chồng đó là một bạc một con một cào đó là nó còn đang bú. Mẹ ruột đó trên chùa Phật lớn chở nó. Đám cưới đàng hoàng á, đâu phải không có đâu. Rồi vợ chồng đó thôi ra là nó còn đang bú. Tôi với bà nội đó gian khổ cực khổ nó dữ lắm chứ đâu phải ít đâu trời. Hái từ công ra hồi nuôi nó, vợ chồng nó gây lộn mà tan gã ra thì bắt đầu thì rồi. Mẹ ruột nó ở trên chùa Phật lớn chứ. Cái điện cho chú hỏi là mẹ ruột của con có gia đình chưa? Có lấy chồng mới chưa? Dạ con không biết nữa. Không có về thăm con luôn hả? Dạ không. Tết nhất cũng không có về thăm con luôn? Dạ không. Thế có bao giờ mẹ gửi tiền cho con không? Dạ không. Biết ở đâu vậy? Chú Năm biết nhà mẹ ruột của bé thì bé cũng biết nhà của chú Năm ở đây chứ. Mà nó không về. Nếu có như chồng mà... rồi. Nếu như mà quan tâm về con cái của mình thì... Mẹ nó biết cái thương con nó thì nó về rồi. Có nhớ mẹ không? Nhớ. Mẹ ruột của nó mà. Đám cưới đàng hoàng. Hồi đó tôi vô đây là không ai mặn được bông lúa đâu chứ. Ở đây là đồng lâm á. Đồng lâm á. Không có nước uống nữa. Một lần đi múc nước uống thì ra tới cầu sắt đôi ba. Ở đây hồi đó phèn không à. Kinh này cũng chưa. Hồi đó năng không à. Với cỏ chỉ không à. Tính bây giờ 20 mấy năm rồi còn gì nữa. Tôi ở đây á. 23 năm rồi. Tết này nó 24 năm rồi. Tôi ở đây là hồi đó giờ tôi ở đây là 23 năm rồi. Nhà này bên chữ thập đỏ người ta cắt nè, bên ban từ thiện người ta cắt cho tôi nè. Nóng đá này nè. Dán người ta cưa sẵn, xuống chạy cưa với chị Đô mình nè, chở về. Gầm này kia với thiết nè. Cô hai đẹp ở trên là cán bộ phụ nữ bên ban ấp bên đây nè. Mua thiết cho tôi đó. Cô hai đẹp á. Cán bộ một phụ nữ á. Cây cối này kia nọ, thiết này cũng cô hai bên bển cũng cho tôi nè. Cũng sớm về người ta lại cắt cho tôi nè. Rồi cháu đen nó còn nhỏ quá, xuống dưới chăm sóc chú Năm được không thưa chú Năm? Được, yeah. Thằng này được. Dưới mình nhờ mấy cái cô, mấy người ta nuôi bệnh á, yeah. Mình, người ta không bỏ mình đâu. Yeah. Thấy hai ông cháu vậy đó, mấy cô người ta nuôi bệnh này kia đó, người ta cũng lo lắng, người ta cũng chạy mua cho mình à. Với hoàn tiền nó cũng chưa được gành gì không nữa. Nó hoàn nó không có ăn học rồi, nó không có gành ghẻ rồi. Mấy cô người ta nuôi bệnh hoạn, cha mẹ, ông bà, con cái người ta cũng lo cho mình à. Tôi vừa rồi tôi mổ này là cũng nhờ mấy cô ở trong bệnh viện người ta cũng lo cho mình à. Trời ơi, ông có mua cái gì đó, ông uống cái gì đó, ông kêu con. Người ta cũng nuôi bệnh vợ chồng con cái ông bà người ta cũng lo cho mình chứ. Cháu hả? Rồi giấc sáng người ta nuôi cháu cho mình ăn rồi. Người đó là vợ tôi phải đâu có đi được. Thôi bà với ông bà ngồi coi chừng ổng đi. Con đi múc cháu gì cho ổng ăn. Tôi nằm trên lầu 3. Múc cháu về tôi với bà này ăn. Trời nhà thương không có bỏ tôi đâu. Vậy là chỗ cháu đen là tối nay ngủ ở đây với dạ. Chú Năm luôn dạ. Sáng thứ hai là đi bệnh viện để mà mổ luôn đúng không thưa chú Năm?
Và tôi tính là bữa thứ tư tôi mới đi. Thứ mấy chú Năm? Tính bữa thứ tư tôi mới đi, tại vì tôi thu xếp đồ đạc về lại, dẹp đồ đạc lại hết. Bữa thứ tư tôi mới đi. Bữa nay chủ nhật rồi. Chính xác là thứ Dạ bữa thứ mấy? tư, bữa thứ tư. Chính xác là thứ tư chú Dạ Năm bữa đi thứ muộn tư ha. là vì bữa thứ tư là tôi đi đi sớm á. Đi sớm như gì hai ông cháu còn mát á, rồi bộ lên. Quải ba lô đi. Đi. Dạ. Bây giờ anh về đi hai chú Năm ha. Dạ. Sau khi hỏi ý kiến của ban ngành cũng như là chính quyền địa phương á, thì đã đồng ý là cho giúp đỡ cái hoàn cảnh của chú, đó là giúp về cái phần ruột ha. Dạ. Chính xác là chú đi vào thứ tư. Dạ Đi ngày xuống. bữa thứ tư, sáng bữa thứ tư tôi đi lên đây, tôi đi xe buýt. Đi xuống dưới ngay bến xe Chi Tôn. Rồi cái mình sang xe qua là bắt đầu cái đi thẳng xuống tới Long Xuyên luôn à. Thì bây giờ chú Tư với chỗ cháu Đen ở đây chờ con chút xíu ha, Dạ. để con gọi điện người mang tiền tới ha. Dạ. Cái gì? Không có xe đạp hả? Chút con bơm của cô Hai về, bà Hai về lấy đây. Leo lên đạp thử con chạy được không con? Bến xe cái miệng mà bà Hai nó miệng rồi về vô bà Hai bà đưa cái bơm về đi theo bà Hai kìa, bà Hai chỉ cho bơm Rồi bữa nay chỗ cu Đen vô một khúc luôn. Đi xuống đây đuổi xe đạp nữa. bà Hai nó cho á. Tôi cũng lo đủ cho nó căng á. Ba cái thiếp tôi trong trọng luôn bà cho á. Tôi nói với chú nãy đó. Cô Hai công tác ở đây lâu chưa thưa cô Hai? Lâu lắm rồi. Hai đã 2 đến giờ rồi. Ủa bà Ở lâu trong đây cũng rồi. sâu dữ ha cô Hai ha. Lần đầu tiên con mới đi đến một cái văn phòng ấp mà ở trong sâu như thế này cô Hai. Bị dân phòng ấp mới sửa làm đồ tùm lum đó bà. Trời ơi, vậy chưa chưa sửa, lúc trước mà chưa đang sửa là nó mà còn cũ kỹ hơn nữa, dạ giờ mới sửa hôm qua nay đây dạ nè. dạ đi theo bà Hai kiếm tiếp bà Hai đây 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 tôi để hôm qua nay tôi dọn dẹp đi kiếm tiếp tùm bà Hai lum hết, tôi không biết cái đâu con bơm á, mày không biết con bơm sao con bơm đạp rồi bỏ trong tiêu rồi kỳ à dọn dẹp đi à. Dạ gặp cái bơm đó không, bơm hả, bơm qua hai dẹp không có tiêu không biết nữa, con dọn kiếm tiếp bà Hai coi con cháu thì nó dọn kiếm. Cô cũng hỏi sơ dự định là ông thứ tư ông đi mổ, nhưng mà cô liên hệ xe chữ thập đỏ, xe cứu thương đó, rồi cái này chắc phải cô đi theo rồi, chắc ăn phần đó đi theo. Là đi đưa tới nơi tới chốn rồi mình đóng tiền các thứ hết ha. Ổng dự định là ngày thứ tư thì cô điện xe xuống tới chỗ cấp nãy chỗ nhà mát đó rước luôn, là đi Long Xuyên luôn, rồi vô nhập vô cho ổng mổ mình hỏi cách làm sao vậy đó. Dạ thưa cô Hai, thì con cũng biết hoàn cảnh của chú Năm, cũng qua một người dân giới thiệu á, thì sau khi đến tìm hiểu thì thấy hoàn cảnh của chú Năm đây thật sự rất là đáng thương về cái chỗ cái phần ruột. Thì lúc sớm thì con cũng có liên hệ với cán bộ bên xã, công an, hội chữ thập đỏ, rồi bên ủy ban. Thực sự thì nếu mà để nói về giúp chú Năm ấy, thực sự là mọi người hình như là không có đồng tình. Nhưng mà con có xin là nói là thôi cái ruột của chú Năm như vậy đó, thì cho phép con xin mạnh thường quân bên con xin tài trợ cho chú Năm để mà mổ cái phần ruột. Thì con cũng được chỗ chú ở ngoài ủy ban xã cái giới thiệu chỗ cô Hai là làm ở trong cái văn phòng ở Ban Đông này, thì con cũng xin gửi cái phần tiền của mạnh thường quân để con đưa cho chỗ cô Hai. Khi nào mà chú Năm đi mổ ấy, thì thì cô quản dạ lý. cô tạo điều kiện để cho chú Năm đi mổ, vì để đưa tiền chú Năm thì ở trong đó có một mình, đưa tiền giữ thì nó cũng nguy hiểm. Thứ hai nữa là không biết chú Năm khi nào đi mổ, tại vì khán giả cũng trông mong là sao chú Năm có sức khỏe tốt nhất. Nói chung là thà không biết thì thôi, biết rồi thì không thể nào mà không không giúp được, giống như cô Hai chia sẻ. Cô Hai ở đây chắc cô Hai cũng biết về cái tình trạng trước đó của chú Năm đúng không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thương sống một mình rồi ruột nó như vậy thì rất đau. Cô Hai biết không, con phải đến hội chữ thập đỏ, con hỏi là cái ruột giả hay là thật luôn á, tại vì đến đây hầu như là hàng khu vực á là nói chú Năm là ruột giả luôn á, con phải rất là gian Tại nan để mà vì đi hỏi luôn á. chỗ chữ thập đỏ anh Ân á, thì ảnh cũng không nắm hết, có chỉ cô là nắm hết cái gia đình của chú Năm, rồi các thứ gì chú Năm, gia đình chú Năm là nói chung ra thiếu thốn cái gì
thì ít thì tùy khả năng cô giúp được thì cô giúp, còn cái nào khả năng mổ ruột này đem ruột vô khả năng nó nhiều tiền quá là cô không có giúp được vấn đề đó. Thì hữu duyên cũng gặp được chỗ cô Hai đây làm trong văn phòng ấp đó, thì cô xin gửi cái phần tiền của chị Liên Bùi ở này là số tiền 15 triệu. Ví dụ như trên đường đi mổ mà có phát sinh thêm bất cứ một cái khoản chi phí nào, cô Hai cứ gọi trực tiếp cho con, bên con sẽ tài trợ toàn bộ hết cái phần tiền còn lại cho chỗ chú Năm mổ được an toàn. Tới đâu thì tính tới đó, tại vì nghe chú Năm chia sẻ là mổ bên đó là 7-8 triệu đúng không thưa chú Năm? Thì cái khoản tiền 15 triệu con xin... Thì bây giờ cô nhận 15 triệu, nhưng mà nữa phát sinh hả, thiếu dư gì thì cô trả lại cho mấy cậu. Không, không có trả lại cho con. Bây giờ về đi nè cô Hai. Ví dụ như mà dư ấy, thì cô Hai hoàn tiền lại cho chủ chú Năm đây. Còn nếu như thiếu á, trong quá trình mà mổ mà thiếu, có phát sinh cái gì thiếu á, thì chỗ cô Hai liên hệ lại với con. Cái chỗ cô Hai liên hệ lại với con thì sẽ... con sẽ liên hệ với cô chú anh chị để mà cho đủ cái khoản chi phí mổ. Còn thí dụ như số tiền mà mổ xong còn dư thì chỗ... đưa lại cho chú Năm. Làm gì làm chứ cô cũng không dư. Hôm trước thì con đó, cô đến còn thế con... tiếp thêm nữa chứ đâu hả. Hôm trước con có nghe chú Năm chia sẻ về cô Hai. Cô Hai tới mua gạo rồi chú Năm có xách cái bao gạo đưa cho con coi. Con thấy chú Năm đi lại khó khăn quá, con cũng mua gạo, mua mì, mua thuốc lá rồi có gửi tiền chú Hai. Rồi chú Hai không đi chích thuốc mấy hôm trước thì thấy ông yếu. Mà cái chuyện gì nó qua rồi thì mình cố gắng mình để cho nó qua. Quan trọng nhất là cái sức khỏe chú Hai ở thời điểm hiện tại thôi. Vì nếu như mà mình bị một cái vết thương nhỏ thôi, trời lạnh này, rồi gió Tết thì nó sẽ hối nhất. Mà cái tình trạng chú Hai như vậy thật sự rất thương. Thì con cũng xin cảm ơn cô Hai đã giúp đỡ tận tình để cho chú Hai sống sức khỏe tốt nhất. Thì cô cũng hồi nào giờ cũng ai khổ là cô giúp hết mình, chừng nào hết khả năng cô thì cô không có giúp nổi nữa, tại vì cô cũng còn hoàn cảnh gia đình cô nữa chứ không phải không. Đó, đây là lần đầu tiên con mới gặp mà một cán bộ ở trong vùng sâu, có lẽ là trước đó con sống ở Sài Gòn nên quen với cái việc ở trên đó, cái sự hiện đại hóa nó quá lớn. Khi mà về quê thấy một cán bộ rất là đơn giản, rất là chân chất như thế này, thật sự rất là may mắn, rất là hiếm gặp được như thế này. Con sống trên kia thì ai cũng làm cho mình nổi trội, mới mẻ gì nó cũng hiện đại hết. Khi về đây thấy văn phòng ấp mình rồi thấy chỗ cô Hai làm việc ở trong sâu như thế mà tận tình vì người dân, thật sự con rất cảm ơn cô Hai. Thì cô cũng theo cái lời của cậu Tình nói vậy thì cô cũng cứ ráng cố gắng bám sát theo chú Năm, cũng lo cho chú Năm cho nó hoàn thiện, đưa cái ruột vô cho đàng hoàng, cho nó xong. Rồi miễn dư tiền lại thì tôi cũng đưa lại cho chú Năm, xây sở trong cuộc sống của chú Năm. Còn có thiếu thì tôi cũng liên hệ với cậu. Chứ ở đây nói chung ra tôi giúp cái gì cũng giúp cho bà con hết, ai cũng đều kiếm. Đặng mà như quà cáp đồ hàng nhà, thường thường là đi sinh mạnh thường quân này mạnh thường quân kia về cho bà con dân đây rất là nghèo khổ. Chứ không phải không, thì cũng cậu cũng nghe chú Năm này kể lai lịch là biết là tôi cũng giúp bà con hết mình. Vậy đó. Ở thời điểm hiện tại Việt Nam còn rất là nhiều cán bộ tận tình như chỗ cô Hai đây. Khi mà nghe chú Năm chia sẻ ra đây gặp cô Hai làm việc ở đây như thế này, thật sự con rất quý mến. Mong rằng mỗi phường mỗi xã sẽ có thêm nhiều cán bộ gương mẫu và tốt bụng giống như chỗ cô Hai đây. Chú Năm, khi nào mà chú đi mổ thì chú sẽ liên hệ lại với chỗ bên cô Hai đây. Nếu mà cô Hai mới cho số nè. Ví dụ như cô Hai có số con ấy, có trục trặc hay là có phát sinh gì đó, cô Hai cứ gọi cho con. Rồi vậy ha chú Năm ha. Chú Năm cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Vấn đề là có ai đó mà tập trung vào nhà mình đông quá, chú Năm không có cho tập trung vào nhà mình nha chú Năm nha. Tại hồi sớm con ra cán bộ ngoài công an là có nói là có rất là nhiều thành phần mà đầu xanh đầu đỏ tập trung ở nhà của chú Hai á. Bây giờ chú Hai được chú Năm. Chú Năm được cô chú anh chị quan tâm như thế này, chú Năm cũng phải biết giữ được cái lửa của mình, giữ được cái hồn của mình để cho bà con cô bác anh chị yêu thương mình hơn. Không biết là ngày trước mình như thế nào, nhưng mà ở thời điểm hiện tại mọi người rất là yêu thương chú Năm. Giúp đỡ chú Năm như thế này, chú Năm hãy trân trọng những cái gì đó quý giá từ quý cô chú anh chị mạnh thường quân. Có ai tập trung ở nhà mình đông thì chú Năm không có cho tập trung nhé chú Năm nhé. Chú Năm nhớ nhé. Tại các anh bên công an cũng có dặn dò như vậy.
Rồi chú Năm nhớ nha, chú Năm khi nào đi mổ rồi thì liên hệ với cô Hai đây ha. Dạ con xin cô Hai đi dạ, được. Dạ. Rồi con chào cô Hai, chúc cô Hai nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Năm mới thăng quan tiến chức leo lên nhanh như gió ha cô Hai ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô, cũng chúc lại cũng năm cũ bước qua năm mới, chúc chỗ cô Tình cũng đi gặp nhiều may mắn, có sức khỏe, hạnh phúc. Dạ. Vậy đó. Dạ. Rồi